Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Hội Thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại tiểu bang New South Wales đã tổ chức một đêm văn nghệ mang tên Tôi không quên anh, người thương binh Việt Nam Cộng hòa vào đêm 18 tháng 11 năm 2016 tại nhà hàng Crystal Palace. Chương trình được dựng lên với nhiều tiết mục rất phong phú do những ca nhạc sĩ tại Sydney đảm trách nhằm kêu gọi lòng hảo tâm của đồng bào nhớ đến những người đã từng hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ tự do của miền Nam trước hiểm họa xâm lăng của Cộng sản phương Bắc. Sự vinh hiến của quý vị ngày hôm nay, sự thành đạt của con cháu quý vị ngày hôm nay chắc chắn 100% ở trong đó là có sự hy sinh, xương máu của những anh hùng, tử sĩ, quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng hòa. Và dĩ nhiên là cũng có một phần xương, thịt, máu của các anh em thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng hòa ở trong đó. Thì chúng tôi xin kêu gọi quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ cho các bạn trẻ hiểu biết thêm về chiến tranh Việt Nam để cho họ có tinh thần yêu nước hơn nữa, cũng giống như là họ sẵn sàng đứng lên để tham gia những sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ, cho những vùng đất nước. Ăn phận nghiệt ngã mà họ đã và đang chịu, gánh chịu từ thể xác đến tinh thần hơn 40 năm qua. Thưa quý vị, cái ông này thì khỏi cần giới thiệu. Anh giơ tay trái, chào bà con ta. Giơ tay trái. Dạ, thưa bà, ông này ông mất cái trái. Tay trái. Thưa là hôm nay chúng tôi được một cái vinh hạnh đi tham dự một cái ngày tổ chức để gây quỹ giúp cho các quý anh quý chú thương binh Việt Nam Cộng hòa. Và trước đó khoảng 2-3 tuần thì chúng tôi cũng được một cái vinh hạnh là các anh mời chúng tôi xuống đường cùng chung góp sức với lại ban tổ chức để mời gọi đồng bào quyên góp có một chút xíu hiện kim để giúp cho quý anh quý chú tại quê nhà. Và ngày hôm nay là cái buổi tiệc chính thức do Hội Thương binh Việt Nam Cộng hòa tại New South Wales tổ chức. Hàng năm như vậy là một ngày, một năm như vậy tổ chức một lần. Và thưa là ngày hôm nay chúng tôi đến đây với một cái tinh thần của một người tuổi trẻ, một người chưa từng được một cái vinh hạnh tham dự trong quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là đây là một trách nhiệm của một người mang ơn những người lính Việt Nam Cộng hòa, nhất là những người, những anh, những chú thương binh Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh cái phần thân thể của mình để đóng góp, để xây dựng và bảo vệ cho cái nền tự do ở miền Nam Việt Nam. Và chúng tôi, cho chúng tôi hiện tại bây giờ đang sống trên một đất nước tự do hiện bây giờ, chúng tôi vẫn mang cái ơn đó. Và chúng tôi hy vọng là những cái đóng góp nhỏ nhặt như thế này mà mọi người đều có một ý thức như vậy để cùng chung sức để có một giúp cho các anh có một cái số tiền như vậy để giúp cho quý anh quý chú tại quê nhà. Thì tôi rất mong là mọi người đều cùng đồng hành với lại ban tổ chức. Xin cảm ơn quý vị. Hoài Phương, tường trình từ thành phố Calais Heights, Úc Châu. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi phóng sự này.